Hi, xin chào anh em chatbot. Thì hôm nay Quân làm cái video clip này á, để hướng dẫn cho các anh em một cái API mình mới làm ra. Đó chính là API, nó sẽ giúp cho mình upload một cái ảnh ở trong Messenger lên dịch vụ imgur.com, và sau đó nó sẽ trả về cái link imgur.com này thông qua một cái attribute nào đó ha. Thì lý do mà Quân làm cái API này nè, tại vì á, thời gian qua mình thấy là cái tình trạng là khi mà làm thử VIP á, những khách hàng mới vào bot á, thì cái avatar của họ thì link nó chạy đúng, chat field nó trả link nó đúng, cho nên là mình tạo được cái thiệp, nên mình tạo được những thẻ 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 VIP. Nhưng mà những user mà bắt đầu cũ rồi đó, thì cái link avatar đó nó đã cũ đi, nó bị hết hạn rồi, nhưng mà chat field không update cái link avatar lại, cho nên nó làm là cái thẻ thứ nhất là nó không có tạo được cái thẻ, hoặc là có những trường hợp là avatar của khách hàng ra nó bị rỗng luôn. Cho nên ở đây là mình sẽ đưa ra cái trường hợp đó là khi mà mình set up một cái con bot, đó là khi một khách hàng mới bắt đầu vào bot á, thì chúng ta thường khách hàng mới vào bot á thì cái link avatar đó nó còn hiệu lực, cho nên là chúng ta sẽ đẩy cái link avatar đó, là cái profile big URL đó, đẩy cho nó lên img.com, và chúng ta lấy cái link img.com trả về cái attribute của chúng ta, lưu thành cái link đó là link avatar của khách hàng để dành sử dụng về sau luôn. Đó. Ví dụ như mình tạo thiệp, tạo thẻ ảnh này kia, tạo voucher. À, còn những trường hợp ví dụ như khách hàng mà họ muốn là bây giờ họ không thích avatar đó nữa, họ muốn yêu cầu gì là cho tôi đổi cái avatar đó, thì mình sẽ setup một cái chức năng đó là để khách hàng họ tự họ up cái avatar lên, và nó sẽ thay thế cái avatar đó của họ. Đó. Thì cái mấu chốt ở đây á, nó chỉ là cái decision như thế này thôi. Đó là api.botchat.vip.img.php. Đó. Thì ở đây chúng ta nhớ chọn định dạng size là bot ha. Rồi ở bên dưới send thì chúng ta nhớ chọn URL encode. Đó. Và có hai cái tham số mà chúng ta sẽ cần truyền lên. Thứ nhất là tham số img và thứ hai là tham số attribute. Các bạn nhớ là viết cho đúng nha, hai tham số này. Đó. Thì hai cái tham số này là img này nè. Thì ví dụ như mình cần truyền avatar lên, up avatar của khách hàng lên, thì chúng ta gõ vào cái attribute là profile big URL đó. Rồi sau đó là cái attribute mà chứa cái link img sau upload này nè, ví dụ như là ở đây mình đặt nó là avatar, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái attribute avatar trong suốt những cái tiến trình, đó là khi nào mình cần gọi cái link avatar của họ ra đó, thì chúng ta đặt cái attribute avatar đây. Thì ở đây mời các bạn xem cái kịch bản mẫu mà mình đã test ha. Mình cũng viết cái kịch bản sơ sơ thôi. Đó là chào bạn nè. Đầu tiên thì link avatar sẽ được tự động gửi lên img.com nè. Đó. Thấy không? Thì đến cái đoạn này JSON nó sẽ chạy qua up.img.php. Nó sẽ gửi avatar khách hàng lên. Đó. Đây là cái attribute mặc định hệ thống link avatar khách hàng đây. Và sau đó nó sẽ up lên img rồi. Rồi nó sẽ lấy cái link mà avatar của người đó trên img về, và nó sẽ lưu vào một cái attribute, attribute đó mình đặt là avatar. Đó, tức là hai cái giá trị phía sau này là các bạn có thể thay đổi, nhưng hai cái giá trị đầu tiên img giá attribute này chúng ta phải gõ cho đúng. Đó. Vậy thì sau khi up lên, nó trả up lên img, nó trả, nó lấy kết quả về, nó lấy link avatar trả về, thì nó sẽ được lưu lưu chính là cái đường attribute avatar. Tại sao chỗ này mình dùng avatar? Đó là lý do chỗ này mình gõ là avatar. Đó. Rồi, đó là cái này là tự động, tại vì do profile big URL này của khách hàng là nó sẽ tự động. Cho nên mình có thể là viết những cái trường hợp, ví dụ có những trường hợp mà avatar trả về nó bị rỗng. Đó, avatar trả về bị rỗng thì chúng ta có thể nói giờ bạn ơi, hệ thống không nhận diện được ảnh avatar của bạn, cho nên là bạn hãy gửi cái avatar lên. Đó, vậy thì cái trường hợp mà khách hàng gửi avatar lên thì chúng ta sẽ làm một cái kịch bản, đó là để khách hàng gửi avatar là dùng cái sale user input nè. Mình đặt cái sale user input, mình kêu là khách hàng bạn hãy gửi một cái ảnh cho mình nhé. Đó, vậy là khách hàng trong Messenger, khách hàng sẽ chọn cái ảnh up lên, thì chọn ảnh up lên thì Facebook nó sẽ tạo ra một cái đường link của cái ảnh up lên đó, và chúng ta cho lưu vào một cái attribute nào đó ha. Thí dụ như ở đây mình đặt cái attribute img luôn cho nó trùng, cho nó dễ nhớ. Vậy thì lúc này cũng cái JSON hồi nãy nè, các bạn xem cũng JSON hồi nãy, nhưng mà cái chỗ đường link img nó không còn là profile big url như lúc nãy, mà nó sẽ chính là cái
cái attribute này đây, img. Đó, chúng ta đem xuống đây. À, rồi, trường hợp này mình không dùng cái attribute avatar để trả về nữa, mà mình dùng cái attribute img.com. À, vậy thì lúc này dưới này mình sẽ dùng img.com. À, tại vì cái chỗ này mình setup nó như thế này cho nên dưới này mình dùng như thế này. Tùy theo trường hợp các bạn có thể mình ghi chú cái này, à, cái link này mình dùng cho trường hợp nào thì chúng ta đặt cái trường hợp đó và chúng ta nhớ sử dụng attribute qua đó cho nó đúng. Đó, vậy thì cái JSON này nó chỉ đơn giản như thế này thôi. À, mình chủ yếu mình viết cái chức năng cơ bản, còn lại thì sự sáng tạo của các bạn, à, nó sẽ là từ cái API này nè. Các bạn có thể sáng tạo rất là nhiều thứ, và mình nếu có điều kiện thì mình sẽ làm những cái video nói về cái cách mà áp dụng cái sự sáng tạo này trong những cái việc sắp tới, trong những video sắp tới ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy test thử nha. À, kịch bản up avatar. À, chào bạn, đầu tiên là link avatar của bạn nè. À, up lên trước. Đây. À, tức là cái này nó sẽ lấy avatar của mình, nó up lên img xong rồi nó trả về kết quả rồi cái đường link bên img. Đó. À, đây. Thấy không? Đây chính là cái avatar của mình đã up qua img rồi. À, thì up qua đây rồi chúng ta không có sợ bị chết link giống như là cái ảnh lấy bên Facebook nữa. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái tính năng thứ hai đó là tự up cái ảnh, và cái ảnh này up trong bot thì nó sẽ tự động up qua img.com và nó sẽ lấy về. À, đây mình dùng cái user input nè, mình kêu là khách hàng gửi ảnh qua. Đây mình sẽ chọn một cái ảnh trong máy nhé. Ồ, Chrome đang bị đơ. Đấy, các bạn đợi mình tí, mình làm lại nè. Rồi, à, bây giờ giả sử mình sẽ up cái đôi giày này đi ha, up đôi giày này. Đó, mình sẽ gửi lên. Thì cái ảnh này mình gửi qua Messenger, nhưng mà cái API đó thì con bot nó sẽ có chức năng đó là gì, nó gửi ảnh này lên img và nó trả về cái đường link. À, vậy là đường link này chúng ta có thể sử dụng tiếp cho những cái chuyện khác của chúng ta. À, đây đường link này chính là ảnh đôi giày này đây. Đó, vậy là nó chỉ đơn giản vậy thôi. À, vậy là API này có tác dụng, Quân xin nhắc lại, API này có tác dụng đó là gửi một cái link ảnh bất kỳ đó, link ảnh trực tiếp hoặc là link ảnh mà người của avatar khách hàng hoặc là của khách hàng tự up cái ảnh vô, gửi lên img.com, upload lên xong và trả cái đường link img.com về, và nó chứa ở trong value của một cái attribute. À, attribute này do các bạn tự đặt luôn. À, vậy là xong, như thế này là các bạn sẽ sử dụng được cái link này trực tiếp thoải mái ở trong các cái dịch vụ khác nữa. À, và nhất là gì, nhất là ở trong cái những cái kịch bản mà mình sẽ sử dụng những cái ảnh mà để làm thiệp. À, và nhất là khắc phục cái chuyện là khách hàng cũ mà ở trong bot thì link avatar bị hết hạn. À, xin cảm ơn các bạn. À, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Thì các bạn nhớ subscribe.